đã cố gắng hết sức suốt gần 16 năm chia tách, nhưng Hậu Giang hiện vẫn là tỉnh nghèo của cả nước. Xã sẽ nhắc cho cô là được hỗ trợ một cái phiếu, một cái thơ vậy đó, rồi cái cô mới đạp xe đạp chạy tới. Thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và người dân còn khó khăn ở tỉnh Hậu Giang, cảm ơn Sài Gòn Thai với chương trình Nối Dòng Tay Lớn đã kết nối, đặc biệt là xin tri ân nhà tài trợ Mạnh Thường Quân đã đem đến cho chúng tôi cái nghĩa cử đẹp. Chúng tôi thật sự cảm nhận ở đây không phải là việc làm chỉ đơn thuần là từ thiện, mà đây là cái nghĩa tình của người với người.